Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân. Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn tự đầu tư gieo trồng vườn ươm gần 1 triệu cây giống các loại. Bắc Ninh phát huy hiệu quả đề án đưa công an chính quy về xã thị trấn công tác. Văn hóa, phong bì và nỗi lo mùa cưới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mùa đông xuân là cơ hội để nhiều dịch bệnh như sởi, thủy đậu, rubella, tay chân miệng, sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Phú Núi, hiện có 22 bệnh nhân đang điều trị, trong đó chủ yếu là các bệnh như sốt xuất huyết, rubella, tay chân miệng, viêm não virus, sởi, quai bị. Đây đều là những bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện trong mùa đông xuân. Nguyên nhân là do khi thời tiết chuyển mùa thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu. Đồng thời, đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh do vi khuẩn, virus phát triển và lây lan. Để phòng bệnh vào mùa đông xuân, bên cạnh việc tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể, nhất là những người có sức đề kháng kém khi thời tiết lạnh, hạn chế tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, nên cho trẻ tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm và khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị, tránh tự ý dùng thuốc khi chưa được chỉ định của bác sĩ. Một trong những mô hình khuyến học được tỉnh Bắc Ninh dày công gây dựng phát triển đó là mô hình dòng họ khuyến học. Cùng với thôn làng cộng đồng, đơn vị khuyến học, gia đình hiếu học, thì mô hình dòng họ khuyến học đã và đang phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, khẳng định bước đi đúng hướng trong thực hiện công tác khuyến học của tỉnh. Phóng sự được thực hiện tại thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh. Một trong những buổi trao thưởng khuyến học có dòng Nguyễn Trọng, thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn. Công việc này được dòng họ duy trì hàng năm vào dịp giỗ họ. Ngay sau làm lễ tổ tiên, những học sinh có thành tích xuất sắc, những trường hợp học sinh giỏi ở các cấp học được ban khuyến học dòng họ thống kê vinh danh khen thưởng. Hàng năm là dòng họ có hay tổ chức trao thưởng cho những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh khá để khuyến khích và động viên. Và có một vài năm là họ còn tổ chức cho đi tham quan những nơi xa. Và cháu thấy đây là một cái phần thưởng rất là xứng đáng, và vinh dự với chúng cháu, vì nó không là một động lực, nó không những là một cái động lực mà còn là một niềm tự hào với dòng họ. Cháu sẽ quyết tâm học tập thật giỏi và ngoan ngoãn để đáp ứng lại nguyện vọng của dòng họ và cũng như gia đình. Không chỉ hướng tới đối tượng con em dòng họ chăm ngoan, học giỏi, từ nguồn quỹ khuyến học, dòng họ Nguyễn Trọng còn xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hỗ trợ động viên những trường hợp học sinh là con cháu dòng họ. Hai chị em cháu Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Trọng Mạnh, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang ở với bà nội, nằm trong số những trường hợp khó khăn thường xuyên được ban khuyến học dòng họ quan tâm hỗ trợ. Để tạo nề nếp và duy trì hoạt động ban khuyến học dòng họ có hiệu quả, ngay từ năm 1999, ban khuyến học dòng họ Nguyễn Trọng được thành lập và đi vào hoạt động. Thời gian đầu, công tác khuyến học gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc huy động, xây dựng nguồn quỹ khuyến học. Tuy nhiên, sau một thời gian làm tốt công tác tuyên truyền, công tác khuyến học dòng họ đã tạo được sự đồng thuận rất lớn từ các thành viên gia đình dòng họ. Đến nay, quỹ khuyến học dòng họ đã lên tới 140 triệu đồng. Với tổng số 116 hộ, hơn 450 nhân khẩu, Nguyễn Trọng là dòng họ lớn tại xã Việt Đoàn. 20 năm ban khuyến học dòng họ thành lập và đi vào hoạt động, dòng họ đã trao thưởng cho hàng trăm trường hợp con em học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì đồng họ thì có lấy mới rồi thì trong đồng họ cũng hỗ trợ được 500 cho cháu ăn đi học mới lại cho thầy. Còn trên Bắc Ninh thì là có cô hỗ trợ thằng kia, thằng Mạnh kia là 3 tháng 1 triệu. Khuyến học dòng họ là một trong 4 mô hình khuyến học nền tảng đã và đang được Hội Khuyến học Bắc Ninh khuyến khích phát triển. Với mục tiêu xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời, việc đa dạng hóa các mô hình khuyến học từ gia đình, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng khuyến học, đặc biệt là mô hình dòng họ khuyến học, càng cần được nhân rộng, tạo sức lan tỏa đến nhiều địa phương dòng họ trên địa bàn tỉnh. Nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu trồng rừng sau khai thác, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã tự đầu tư gieo ươm cây trồng để phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2020 với gần 1 triệu cây giống các loại.
Các vườn ươm giống trồng rừng trong dân tập trung chủ yếu tại xã Bình Trung, Đại Sảo, Phong Huân, Yên Nhuận, Nghĩa Tá với 11 vườn. Riêng xã Bình Trung có 5 vườn, Nghĩa Tá 3 vườn. Các vườn ươm trong dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn gieo ươm khoảng 1 triệu cây giống, chủ yếu là giống keo, mỡ, lát, quế. Theo các chủ vườn ươm cho biết, do chuẩn bị gieo ươm từ sớm nên đến nay các loại cây giống sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo tháng 2, tháng 3 năm 2020 là cây giống đủ điều kiện xuất vườn cung cấp cho nhân dân kịp thời vụ trồng rừng vụ xuân năm 2020. Việc duy trì và phát triển các vườn ươm cây giống trồng rừng trong dân tại Chợ Đồn không chỉ giúp thúc đẩy phong trào trồng rừng mà còn tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Thưa quý vị và các bạn, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên tao màu, thuốc bảo quản thực phẩm đang ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy các khâu quản lý, kiểm tra, giám sát thuốc bảo vệ thực vật trên tao màu thực phẩm được thực hiện như thế nào để đảm bảo sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng? Phóng sự thực hiện tại tỉnh Điện Biên. Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau màu hay không đảm bảo thời gian cách ly đang là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo kết quả kiểm tra của Chi cục Bảo vệ thực vật đối với 55 hộ dân sản xuất rau thì có 11 trường hợp sử dụng không đúng cách, trong đó có 5 trường hợp sử dụng vượt ngưỡng an toàn và 6 hộ không đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch. Để quản lý tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau màu, thời gian qua Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao kiến thức cho các hộ sản xuất. Đó là tăng cường cái công tác tuyên truyền và mở các cái lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, rồi là xây dựng các cái mô hình sản xuất rau an toàn, rau Việt Gáp để người dân nắm được các cái chuyên môn kỹ thuật trong cái việc là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Đưa ra các cái giải pháp trong quản lý, đặc biệt là cái việc nâng cao cái vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như là các cái ban ngành đoàn thể của địa phương trong cái công tác tuyên truyền vận động người dân. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm rau an toàn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản cũng thường xuyên lấy mẫu tại cơ sở để test nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nitrat, ure, hàn the, phóc môn, sabutamol. Ngoài việc lấy mẫu kiểm tra tại tất cả các chợ trên địa bàn, Chi cục đã thành lập điểm giám sát tại chợ Mường Thanh, thường xuyên lấy mẫu test nhanh đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản. 9 tháng năm 2019, tại điểm giám sát đã thực hiện lấy trên 1.000 mẫu rau củ quả, hải sản, thịt, giò chả để test nhanh. Kết quả phát hiện 4 mẫu rau có kết quả không an toàn với nitrat tồn dư trong rau. Đối với cơ sở có mẫu không an toàn, đơn vị đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu cơ sở ngừng thu hoạch, cam kết không tái phạm và làm căn cứ tiếp tục thực hiện theo dõi giám sát và truy xuất nguồn gốc. Thì hàng tháng là đơn vị là sẽ xây dựng các cái kế hoạch giám sát tại cơ sở. Thì khi mà chúng tôi lập kế hoạch giám sát là chúng tôi sẽ cử ra quyết định và cử một đoàn giám sát để xuống cơ sở thì sẽ kiểm tra về các điều kiện, gửi các cái mẫu đó về các đơn vị, các cơ quan kiểm nghiệm để xác định cái định lượng xem là có vượt ngưỡng hay không. Nếu mà trường hợp mà vượt ngưỡng thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Hiện nay đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh là các cơ sở nhỏ lẻ, khó cho công tác kiểm tra giám sát và truy xuất nguồn gốc. Hệ thống quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tại cấp huyện, xã lại chưa có, nên việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay cần thiết phải có thiết bị hiện đại kiểm tra nhanh, cơ động tại hiện trường để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Bởi vì với các mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn thực phẩm được gửi về đơn vị kiểm nghiệm theo chỉ định phải mất thời gian từ 7 đến 10 ngày mới có kết quả, trong khi lực lượng chức năng không được niêm phong, thu giữ hoặc cấm lưu hành sản phẩm nếu chưa có kết luận. Nhưng khi có kết luận kiểm nghiệm thì hầu như sản phẩm đã được tiêu thụ hết. Do địa hình đồi núi dốc, dân cư phân tán với phong tục chăn thả tự nhiên cộng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nếu không chủ động chống rét cho đàn gia súc thì sẽ gây thiệt hại lớn. Nhận thức được điều đó nên trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Tà Xì Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên người dân đã có ý thức tự chống rét cho đàn gia súc mỗi khi mùa đông đến. Đến thời điểm này, tổng đàn gia súc của Tà Xì Láng có gần 1.850 con, trong đó đàn trâu là 781 con, đàn bò là 281 con. Xác định con trâu, con bò là tài sản giá trị, người dân đã có ý thức quan tâm chăm sóc và chú trọng đến công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh. Do vậy, nhiều năm qua trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh lớn, tình trạng trâu bò chết rét đã được hạn chế, góp phần đưa đàn gia súc tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Để tránh cái tình trạng chết rét thì
xã cũng như là huyện có cái chủ trương là nếu mà trâu bò chết ngoài đồng ấy, thì sẽ không được hỗ trợ. Tổ chính quyền xã cũng đã xây dựng kế hoạch 244 của ủy ban xã để chỉ đạo cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân là ứng phó với là các cái thời tiết diễn biến, thì các cái hộ gia đình tuyên truyền động các hộ gia đình cá nhân chuẩn bị thức ăn cho gia súc cũng như là quay các chuồng trại để đảm bảo ứng phó với phòng chống rét, tránh cái tình trạng gia súc chết rét vào mùa đông. Và dân sân cũng đã làm các cái dự trữ các cái thức ăn như là cây rơm này đấy, và trồng các cái diện tích cỏ voi trên địa bàn xã. Thì tổng diện tích cỏ voi trên địa bàn xã cho đến thời điểm hiện tại là trên địa bàn xã có 48 ha ấy, thì cũng đảm bảo cung ứng cho gia súc gia cầm vào mùa đông này. Là xã vùng cao, điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, việc thay đổi nhận thức trong phòng chống rét dịch bệnh cho đàn gia súc đã hạn chế được những thiệt hại cho người dân. Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp, cùng với tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Thị xã Quảng Yên xác định doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ khi đi vào hoạt động, công ty cổ phần Vigresela Hạ Long 1 luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là nguồn nguyên liệu để doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất. Dự kiến năm 2019, công ty cổ phần Vigresela Hạ Long 1 đạt doanh thu khoảng 50 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Chính quyền địa phương thì rất là quan tâm và sát sao với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì tất cả các đơn vị cũng như là các bộ phận tham mưu là đều vào cùng với doanh nghiệp tháo gỡ tối đa để giải quyết ngay những cái khúc mắc ở trên địa bàn của doanh nghiệp. Từ đầu năm 2019 đến nay, thị xã Quảng Yên tổ chức 3 cuộc gặp mặt doanh nghiệp và đã giải quyết tháo gỡ kịp thời 15 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính, hỗ trợ mở rộng mặt bằng sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và tiếp cận thị trường. Chính quyền địa phương rất quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hết tầm để cho không những doanh nghiệp của tôi mà rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên mở rộng sản xuất để cung cấp những cái sản phẩm và tạo điều kiện cho chúng tôi hết tầm để tôi phát huy cái năng lực của mình. 10 tháng năm 2019, thị xã Quảng Yên có 98 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 780 doanh nghiệp. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định đã góp phần không nhỏ vào tăng thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho khoảng 76.000 lao động của địa phương. Sau khi mà chúng tôi tổ chức giao ban, rồi lắng nghe những ý kiến của các cái nhà đầu tư, của các cái doanh nghiệp về những cái khó khăn, những cái vướng mắc, thì Ủy ban nhân dân thị xã đã có những cái chỉ đạo hết sức cụ thể với các cái phòng ban cơ quan, với các cái xã phường giải quyết từng cái nội dung công việc. Và trong cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng có ấn định thời gian cụ thể cho các cái xã phường và các cái cơ quan để phối hợp và thực hiện. Trên cơ sở đó thì có cái sự kiểm điểm đánh giá về trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc thực hiện các cái công việc để phối hợp với các cái nhà đầu tư triển khai các cái dự án. Đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là yếu tố quan trọng để thị xã Quảng Yên tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn và cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp địa phương DDCI. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng phục vụ cho sản xuất sinh hoạt ngày càng tăng của người dân trên địa bàn, Điện lực thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển điện lưới thông minh. Với mục tiêu đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, Điện lực thị xã Mỹ Hào không chỉ triển khai các dịch vụ giúp khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt qua các ứng dụng Viettel Pay, VNPay hoặc trích nợ tự động qua thẻ ATM, mà đơn vị còn nâng cao chất lượng điện phục vụ gần 41.000 khách hàng, trong đó trên 36.000 khách hàng mua điện sinh hoạt và trên 4.000 khách hàng mua điện sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, Điện lực thị xã Mỹ Hào đã đóng được 24 trạm mới phục vụ dân sinh, xử lý 12 điểm vi phạm hành lang lưới điện, đồng thời triển khai chương trình điện áp mái, điện mặt trời, đảm bảo khắc phục sự cố không quá 2 giờ, giúp người dân yên tâm sử dụng điện trong sinh hoạt và kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai bố trí công an chính quy về cơ sở, đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn.
Qua 4 tháng triển khai, lực lượng công an chính quy đã bước đầu phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên ở địa bàn nông thôn. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo tổ chức đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay đã triển khai 103 trên 103 xã thị trấn đạt 100%. Đã có 449 sĩ công an chính quy về xã đảm nhiệm các chức danh, đã điều tra làm rõ 109 trên 139 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ điều tra gần 80%, bắt 75 vụ, 336 đối tượng cờ bạc, 10 vụ, 51 đối tượng mại dâm, 95 vụ, 154 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy, khởi tố hơn 100 vụ và gần 400 bị can. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện lộ trình thực hiện bố trí công an chính quy về xã, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Mùa cưới, mùa xây tổ ấm, đó là chuyện vui, là điểm khởi đầu hạnh phúc của những cặp đôi trẻ. Thế nhưng bên cạnh niềm vui trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời mỗi người ấy, vẫn còn không ít những gánh nặng, lo toan xen lẫn những trăn trở. Trời dù tối, nhưng bà Nguyễn Thị Chiên vẫn cố làm thêm chút đồ hàng mã để bán lấy tiền, mong đủ trang trải cho mấy đám cỗ cuối tháng. Gần 70 tuổi, không có lương, kinh tế cũng không phải là khá giả. Cứ mỗi mùa cưới là nỗi lo của bà Chiên như càng nặng thêm. Mùa cưới đến là chúng tôi là quá gánh nặng vậy. Khi ngày hai vợ chồng chạy mấy đám thì thôi phải đi vay, cứ vay chỗ nọ ra chỗ kia thôi. Rồi là thu hoạch được cái gì thì trả, không có thì cứ vay mượn giật áo va vai. Cách đó không xa, vợ chồng bà Nga, ông Quảng cũng có chung nỗi lo mang tên tiền mừng đám cưới. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của ông bà không tăng lên mà danh sách đám sứ cứ ngày một giải ra. Cưới treo bây giờ so với thời đại mà chúng tôi thì là nó cũng hơi lãng phí. Có ngày là 2-3 đám, thế nhưng chúng tôi vẫn không thể bỏ được. Nhưng mà trong lương tâm thì đúng là cũng rất là băn khoăn. Nhà có điều kiện thì no được, nhà không có điều kiện cũng cứ phải theo nhau. Dường như từ lâu đã có một luật lệ bất hành văn là mỗi khi nhận được một thiệp hồng mời cưới là kèm theo đó một phong bì mừng cưới. Chiếc phong bì mừng cưới hình như là một chuyện đương nhiên và thuật ngữ văn hóa phong bì cũng ngày càng phổ biến hơn. Chúng tôi suy nghĩ đi đám cưới theo cái phong trào bây giờ. Người ta đi phong bì thì chúng tôi phải đi phong bì. Thực hiện chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Khoái Châu đã xây dựng mô hình cưới vui tiết kiệm điểm tại xã Thuần Hưng. Đến nay, đã có hàng trăm đám cưới văn minh, cưới tiết kiệm, không thuốc lá được tổ chức, giảm đi nỗi lo về gánh nặng phong bì, tiền mừng đám cưới. Thời gian tiếp theo thì thực hiện chủ trương chung ấy, thì chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để tiếp tục triển khai mạnh mẽ thực hiện các cái nội dung trong đề án và hướng tới phấn đấu là sẽ tổ chức được các đám cưới tại các nhà văn hóa không phong bì. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của người dân, dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, hướng đến những đám cưới văn minh, tiết kiệm. Vận động tuyên truyền đối với các gia đình, thứ nhất là hạn chế trong cái việc là tổ chức cỗ linh đình, và thứ hai là với cái nhận thức là dần dần chúng ta tiến tới là cái văn hóa cưới là giảm bớt phong bì cũng như là không phong bì, để làm sao đó mà chúng ta cũng giảm bớt những cái phiền hà, hủ tục lạc hậu và cũng gây lãng phí trong những cái việc vui. Việc chúc phúc cho cô dâu chú rể là một việc làm chính đáng, và văn hóa phong bì cũng không phải là xấu nếu như nó không bị lạm dụng, không bị biến tướng tạo gánh nặng cho mọi người. Rất mong mô hình đám cưới đi sát với ý nghĩa thiết thực của nó được nhân rộng để hạnh phúc của cô dâu chú rể tròn đầy viên mãn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.